À, dạ, à, kính chào cô chú anh chị ạ. À, hôm nay là buổi tối ngày 27 tháng 11 năm 2019. À, em tên là Định ở Đắc Tô, Quang Tâm. Thì bên em có gửi hàng đi Tổng Quốc. À, cô chú anh chị kiếm hàng trước khi thanh toán. À, tụi, cô chú anh chị liên hệ đặt hàng qua đầu số điện thoại là 0973 821 799. À, thì hôm nay lan rừng nhà em thì tụi em có chia ra các cái phần. À, theo em thì với mức giá rất là hợp lý để cô chú anh chị giờ dở dàng sưu tâm. Thì các cái phần với mức giá là 60.000, 70.000, 50.000. À, đời cô chú dễ dàng sưu tầm, à, nhất là cô chú anh chị ở à, những thành phố mà cái diện tích cái vườn nó hẹp à. thì sưu tầm mỗi loại một ít thì em nghĩ thì, thì nó sẽ phù hợp hơn. À, thì à, hôm nay là tụi em có Quế tháng 8 này, à, hay còn gọi là Quế lăng hương đó. cái loại này rất là dễ trồng, à, ai trồng cũng được và hoa rất thơm. À, cái loại này theo em thiết nghĩ là càng về sau thì cái giá trị nó càng lên này. Cái loại này Quế giáng hương, vì bởi vì, vì vừa chơi thân, vừa chơi lá, à, vừa chơi hoa được. Đó. À, Quế tháng 8, à, tiếp theo là Hoàng thả trúc man. À, hòn thả trúc mành thì một phần à, Trúc mành con tâm thì cái đốt nó nó lớn lắm à, Và hoa nó cũng đẹp, đẹp lắm ạ à, 160.000 một phần thôi Hòn thả tam màu sắc 100.000 một phần à, Tiếp theo là hòn thả thập hoa Tụi em có 1, 2, 3, 4 phần Cứ mỗi phần như thế là 80.000 thôi à, Hòn thả thập hoa 80.000 một phần à, Tiếp theo là Vanda Vanda thì à, có một phần duy nhất thôi 80.000 một phần à, à, Tiếp theo là hạt đỉnh nâu hạt đen nâu thì các cái phần như thế này, à, tụi em chia ra các cái phần như thế này với giá là 150 000 một phần. Thôi. À, hạt đến nâu ạ. À. Và tiếp theo địa lan bầu rượu à, 80 000 một phần. 80 000 một phần thế này. À, à, địa lan bầu rượu ạ. À. Tiếp theo là mỹ dung dạ hương. À với giá là 130 000 à, một phần thế này, rất là nhiều. Ha à, mỹ dung dạ hương 130 000 một phần. Tiếp theo là hòn lạp. Đó à, lạp thì hôm nay thì các cái dê rất là à, tươi à, tụi em đều với giá 90.000 một phần à, theo các số thân hình ở này dưới nữa em đi từng số để có chú chị dễ dàng lựa chọn à, tiếp theo là kiều cánh tua này à, 90.000 một phần thôi à, kiều cánh tua 90.000 một phần tiếp theo là cái loại calanthe à, tên tiếng việt là uh, kiều lan lưỡi hình đơn hoặc là bầu rượu môi đơn đó tức là cái uh, cái môi cái, của cái hoa nó rất mình rất rất là giống với cái, uh, cái cái, đơn cái đàn đó à, thì 120.000 một phần rất là nhiều à, thế này 120.000 một phần uh, Uh, kiều lan uh, một uh, lưỡi hình đơn thế này. Uh, và tiếp uh, tiếp theo là giáng hương ta màu sắc 50.000 một phần thôi. Đó, uh, hương ta màu sắc 50.000 một phần. Uh, 50.000 một phần giáng hương ta màu sắc thế này. Uh, và tiếp theo là à uh, à tiếp theo là là hoàn long nhãn uh, với giá 70.000 một phần. Đây rất là tươi này. Đó. Uh, hoàn long nhãn 70.000 một phần thôi. À uh, một phần thế này của chúng chị này. Uh, và tiếp theo là nhắc đêm hòn ạ à. nhắc đêm hòn thì 80.000 một phần thế này Đó, tiếp theo là báo hủy giống tức là các cái hàng hôm qua tụi, tụi em bán hàng kg á, thì nói chung các cái phần nhỏ thế này tụi em đã hàng giống Đó, thì tụi em bán hàng giống thế này là 60.000 một phần rất nhiều hàng, hàng giống nhỏ ngắn tuyệt đối không có những thân gãy chặt là cô chú chị ạ thân gãy chặt tụi em cắt tia hay, 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 hay loại bỏ hết rồi à, 60.000 một phần À, và tiếp theo là kim điệp sung. À, là 80 000 80 000 một phần rồi. 80 000 một phần thế này, rất là dở ở đây cô chú anh chị sưu tâm này. À, và tiếp theo là kiếm rừng ạ. À. thì từ em hôm nay còn một cái ít thôi. À, cả hai giờ thôi. À, một giờ số 1 là 80 000 80 000 à, Tiếp theo là giờ số 2 320 000 Thì cái giờ này nó có cái điểm yếu là là cái băng lá nó rất là dài. À, tuy nhiên thì bù lại thì lá xanh với lại cái băng lá nó to nữa. À thì 1 giờ cũng rất là lớn. À thì 320 000 đồng. Và tiếp theo tụi em có cái gói combo, à, combo có nghĩa là nhiều loại lai à, với giá 220 000 À nhiều loại lai thế này chứ em đi mô tả kỹ hơn, à, được có đúng gì dở dàng à, lựa chọn. À, thì à, đầu tiên á em xin phép đi trước cái phần cuối tháng 8 hay còn gọi là cuối lắng hương á. À thì à, phần số 1 trước ạ. À. Phần số 1 là 110 000 gồm có 7 cây. À thì một cây này chủ yếu cây là xếp thôi cô chú chị ạ một cây ạ hai cây này Đó. xếp trục thế này hai cây này ba cây này Đó. 4 bốn cây này Đấy, năm cây Đó. Và 6 và sáu cây và bảy cây à, bảy cây thế này với giá là 110.000 mười nghìn cô chú chị về làm chấm bảy cây phần số một một trăm tiếp theo là phần cuối tháng 8 phần số 2 à, phần này thì bốn cây với giá 100.000đ. À, có mẫu cây này. Đó. À, hai cây này. Đó, à, hai cây này, xếp trục thì cũng như gì này. À ba cây này. Đó, à, ba cây. À, và cây thứ 4. Bốn cây thế này, 100.000đ thôi. Bốn cây thế này 100 000, theo này, 100 .000 à, tiếp theo là qua xuống tháng 8, hàng số 3. À, 4 cây. À, với giá là 100.000đ. một à, cây này. Đây là cái đôi này. À, 2, à, cái đó, đây là hai cây. Ba cây này. Đấy, 4 cây này. À, 4 cây này 100.000 thôi. Đó. À, tiếp theo là quế tháng 8. À, 6 cây, à, phần số 4, số 4 này, 6 cây, cũng 100 000 à, một cây này. Đó. 2 cây này. Đấy, 3 cây này. Đấy, 4 cây. À, 5 cây. À, cái này xếp đẹp lắm này. 6 cây. 6 cây thế này là 100 000 à, phần số 4. À, tiếp theo phần số 5 à, thì phần này là 5 cây à, với giá là 100.000 một à, cây này à, cái này một cây hai cây này Đấy, à, 3 cây này à, 4 cây này. À, và 5 cây 5 cây thế này với giá là 100.000 à, tiếp theo là phần à, số 6 phần số 6 này là 3 cây à, với giá là 220.000 một à, cây này một cây này. À, cây này thì cũng đã một trước cũng đã hoa rồi 1 cây này, 2 cây này, này ba cây này ba cây Cái này cũng hơi lớn ạ 3 cây này với giá là 220.000 Và tiếp theo là phần số 7 à, 5 cây à, Với giá là 90.000 5 cây, 1 cây này 2 cây này 3 cây này đó, 4 cây này, ừ, này 5 cây này 5 cây này với giá 90.000 à, Tiếp theo là là hoàn thảo thập hoa à, thì à, cứ mỗi phần thế này là như lúc nãy em giới thiệu là 80.000 một phần này à, một phần của chú anh chị xem về ghép để được, được, được uh, 2 giờ 3 giờ luôn ạ 80.000 thôi chỉ 80.000 là cô chú anh chị có được uh, 1 giờ đến 2 giờ là lan hoàn thảo thập hoa cái loại này rất là dễ trồng mà hoa đẹp lắm ạ à, cô chú anh chị uh, gọi Google uh, thì cái loại này rất là dở uh, và hoa đẹp lắm uh, 80.000 một phần hoàn thảo thập hoa và tiếp theo là hoàn thảo tam màu sắc thì À, cái này là 100 nghìn à, cô chú anh chị cái loại thăng thăng à, cái mùa này đã đã xuống hết lá rồi cái loại này nó hoa to lắm ạ à. à, hoàn thả tam màu sắc một à, 100 nghìn một phần thế này cô chú anh chị về ghép được cũng giờ rất là lớn à, tiếp theo là hoàn thả trúc mành của con tâm thì à, cái loại này thì 160 nghìn một phần loại này đốt nó lớn lắm này các à, cái đốt nó rất là lớn cái mùa này nó chuẩn bị ho rồi cái loại này thì cái mùa hoa là cuối mùa đông ạ à thì nói chung là cơ bản thì cái loại này cũng sắp tới mùa hoa rồi. À, thì 160.000 một phần thế này ta, một phần duy nhất. À tiếp theo là à địa lan. À địa lan hạt đến nâu ạ. À? À, thì tụi em có chia các cái phần 150.000 một phần đều như nhau hết. À, một phần 150.000 như thế này ạ. À? Đó. À, ví dụ như một phần này, một hai này, ba này, à bốn. 1 2 3 này, à, bốn. À, một, hai, này à, bốn. Bốn, năm này à, năm khóm thế này 150.000 à, và cái ví dụ như các cái phần mà cũng nó lớn hơn thì nó ít tầm cả 3 khóm à, 150.000 à, Nói chung anh em hàng rất là tươi à, à cho nên là cái bộ đời nó còn ướt à, tối nay tụi em mới sẽ quạt à, khô ráo tụi em mới dám gửi ạ à. à, à 150.000 một phần à, hạt đỉnh nâu à, và có một cái cái dê hạt đỉnh nâu Mình dê này à, với giá 270.000 Hạt đỉnh nâu ạ à? à, Nguyên về thế này, này. À, Nguyên về thế này à, cũ thân rất là khỏe Mà đặc biệt nguyên về nữa à, Thì với giá 274.000 Hạt đỉnh nâu ạ à? à, à, Tiếp theo là Vanda Vanda 8.000 80 à, Cô chú chị rất là nhiều cây 1 cây, 2 cây này 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây thế này 1 à, phần 8 cây thế này là Với giá nó 8.000 80 à, à, Tiếp theo là Hòn Lạp ạ à. À, hoàng là thì tụi em có đánh theo tần số đó có chỗ gì à, chọn lựa à, thì phần số 1 90.000 à, phần số 1 90.000 như thế này à, đó. hoàng lạp tiếp theo hoàng lạp số 2 cũng 90.000 à, như thế này à, cây rất là tươi à, mà thân tơ nhiều nữa à, số 2 90.000 à, tiếp theo là hoàng lạp số 3 à, số 3 cũng 90.000 hoàng lạp số 3 90.000 thế này số 3 này à, tiếp theo là hoàng lạp số 4 à, hoàng lạp số 4 là cũng 90 nghìn yeah, hoàng lạp số 4 90 nghìn à, 90 nghìn thế này ạ thân tơ rất là nhiều à, và lá lá nó xanh tươi nè à, số 4 90 nghìn à, tiếp theo à, là mỹ dung và hương ạ à. à, mỹ dung và hương thì cứ mọi phần thế này là 130 nghìn à, 130 nghìn à, cô chú anh rất là nhiều à, này có một à, về này. à à, mì dung dừa hương à, 130.000 một phần ạ à. à, 130.000 một phần thế này à, rất là nhiều thế này 130.000 một à, mì dung dừa hương à, tiếp theo là tụi em có hai cái phần bầu rượu hai phần bầu rượu thì gửi mỗi phần 80.000 à, như thế này à, 80.000 một phần thế này rất là nhiều cũ 80.000 một phần bầu rượu ạ à. à. tiếp theo là kiều lan à, lưỡi hành đơn à, thì à, cái loại này có tên gọi khác là bầu rượu môi đơn thì một phần tụi em đợi với giá 120.000 thôi. À, rất là nhiều. Đó. À, một phần thế này 120.000 à, à, Tiếp theo là à, kiều cánh tua. À, thì cứ mỗi phần thế này là 90.000. À, 90.000 một phần thế này. 90.000 một phần thế này. à, và tiếp theo hoàng thả long nhãn. 70.000 một phần. À, một phần rất là nhiều. Đó. À, hoàng thả long nhãn ạ. À. Hoàng thả long nhãn. 70.000 một phần thôi. À, tiếp theo là dáng hương ta màu sắc Thì 50.000 một phần à, 50.000 một phần thế này Em lúc nãy em đã giới thiệu sơ qua rồi Em xin phép đi kỹ hơn chút thôi à, 50.000 một phần thế này à, Một phần cũng tầm cả 3 cây này 4, 5, 6, 7, 8, 9 à, Tầm cả 8, 9 cây gì đó à, Một phần 50.000 thôi à, Và tiếp theo là nhắc điểm hò à, 80.000 một phần à, 80.000 một phần thế này này 1 phần 1 về 2 về 3 về 4 giờ 5 về 6 giờ 6 giờ, 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 à, giờ, à, giờ thế này 8.000 à, Hoàng à, à, Bảo Hỷ Bảo Hỷ là 60.000 à, hàng giống à, 60.000 à, tiếp theo là Kim Điệp Xuân 80.000 à, 80.000 à, phần, phần rất là nhiều Kim Điệp Xuân À, à và tiếp theo là à, ghi à, gói combo 220.000 gồm à, em thống kê ạ à, à, à Ờ, đầu tiên á là dáng hương tam màu sắc này đó, thập ho này đó, uh, nhắc liêm hoàn này đó, thứ ba này không hoàn này thứ bốn uh, uh, thứ bốn là uh, quẩy rồng đó. thứ năm là kiều lan đó. thứ sáu th 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 thứ sáu là um, uh, thứ sáu là ngọc phật ba màu ạ thứ bảy là kỳ quân tua đó. thứ tám đó, là lan trên đất giả đó thứ 9 là Moji Mepram này, thứ 10 là Hoàng Lạp này, thứ 11 là Kim Đập Xuân này, thứ 12 là Hoàng Thảo Long Nhãn này. À, thì rất là nhiều thứ thế này. À, 220 000 thôi à, và tiếp theo là kiếm à, kiếm ạ. Thì tụi em có 2 giờ như lúc này tụi em mô tả đó. À, thì phần số 1 80 000 nghìn à, có 1 giờ này. 1 giờ này 80 000 à, thì cái băng lá này của chúng chị này. À. Phần số 1 là 80.000 thôi. Đấy, phần số 2 là 320.000. Cái dây này cái lá rất là xanh. À, và nó cũng tương đối lá cũng tương đối to nhỉ. như thế này. à, thì phần này tụi em đều có chán là 320.000. Cái dây này rất là to. Đấy, và nó có nhược điểm thì lá nó dài lắm. Đấy, thì em thấy cô chú anh chị thích cái loại mà lùng ngắn hơn. Tuy nhiên thì cái loại này lá nó rất là dài. À, thì về lớn lắm ạ à. Giờ này à, thì trong quá trình vận chuyển thì cũng không thể đánh khỏi nó, nó, bị gãy thế này tụi em cũng đã cắt hết rồi cắt tia hết rồi à, thì một giờ này 320 nghìn ạ à, kiếm kiếm rừng ạ à, bàn lá nào rất to tụi em chưa biết cái mạch hoa của chú anh chị về số họ à, thì trên đây là một số cái loại lăng rừng Ở buổi tối hôm nay à, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị rất mong nhận được sự ủng à, hộ của cô chú chị ạ à, em xin chân thành cảm ơn ạ